Lời ru buồn. Tác giả Tâm An. Tập 7. Trong một thời gian ngắn ngủi mà có quá nhiều biến cố xảy ra khiến cả Nụ và Biên bàng hoàng. Hắn coi thường vợ, tiếp tục bày mưu cùng với Chiến và bà nội. Có lúc mệt mỏi thở không ra hơi, vẫn kiên định báo thù. Còn bà nó chứ, cái chân của tao mà không đau, tao nướng cái thằng lực chó chết đó lâu rồi. Sẽ một chút nữa là ngày giỗ ba mẹ, cũng là ngày giỗ của tao, nghĩ đến mà căm thù đó. Chân của mày cả năm mà chưa hết hả? Nằm nghỉ đi, tao quay được cái đoạn phim nó đánh mày ngoài cổng rồi, có bằng chứng để tố cáo rồi. Thằng chó đó, tao vẫn nhịn thôi, bây giờ không có sợ cha con thằng nào, tao cho đi tù hết, dám cản đường ông hả? Bớt nóng, nghỉ ngơi đi, chịu tao với mày còn lên xã nữa. Ngày mai rồi đi, bây giờ tao phải viết đơn tố cáo nữa, tối nay lên thị trấn mưa có chiếc xe về, tao với mày có việc để làm rồi đó. Hai thằng lại rủ rê bàn tính chuyện xấu, và có lẽ đến muôn kiếp về sau, Biên cũng không thể giác ngộ ra được một chuyện tày đình về cái chân của hắn, là do hắn tự chuốc lấy khổ đau. Hắn hãm hại ném gốc cây ra đường chặn lối đi của ông Thảo, khiến cho ông vật vã gần 2 năm mới lành lặn đôi chân, thì đến bản thân của hắn cũng phải trải nghiệm tương tự cái nỗi đau đó, đau đến chết đi sống lại. Chỉ là hắn chưa biết gieo nhân nào thì gặt quả đó, vẫn ung dung đi làm cái chuyện hại người. Buổi tối kéo đến rất nhanh, ông Thảo bình tĩnh hơn ngồi ăn chén cháo gà nóng hổi mà bà Quê chuẩn bị. Buổi trưa ăn cơm trễ nên buổi tối không có ai muốn ăn uống, cứ ngồi ôm lấy nhau cảm tạ ông trời. Cu Khoai được gần mẹ, ngủ ngon lành trên tay Nụ, không có khóc lóc, không có kêu than. Chỉ là trong lòng ai cũng rõ sóng gió chưa bao giờ ngừng lại. Hồi chiều chú thấy thằng Chiến nó quay phim đó, có khi quay được hết cảnh cháu đánh thằng Biên đó lực à, mày tính sao? Cháu làm gì thì cháu chịu thôi, chỉ sợ việc này đồn đại đến công ty Viettel cháu lại bị đuổi việc đó. Còn chuyện bảo vệ em gái, có đánh nữa đánh chết nó cháu cũng chưa có hả dạ đâu chú à. Lực vừa nói vừa sờ nắn bàn tay của mình, thái độ vô cùng quyết tâm. Đến bây giờ anh vẫn không có thấy hối hận về hành động của mình, hành động bảo vệ cho em gái. Tiếng động lớn bên ngoài cửa sắt, tiếng chó sủa in tai kèm theo tiếng rồ ga của xe máy. Chú Văn giật nảy mình, vội vàng chạy ra coi. Ông Thảo bỏ chén cháo xuống bàn, giữ lấy tay của Nụ trấn an. Con đi vào trong phòng đi, bà cũng vào bên trong đó với con đi. Đừng có ra ngoài, chắc là có chuyện liên quan đến thằng Biên rồi đó. Đúng như dự đoán của ông Thảo, trên cánh cổng sắt hen rỉ có đủ tạp chất dung dịch khó ngửi. Chú Văn tay bịt mũi nhưng miệng vẫn cố sức phán đoán. Là mắm tôm, bùn ao, phân trâu nữa, đủ hết đó. Chú nghĩ coi có phải là bọn thằng Biên, thằng Chiến nó làm không? Nghe có tiếng xe máy, tụi nó có xe máy rồi sao? Bây giờ nó có tiền rồi. Mày vào hỏi cha mẹ mày coi, ngày trước cho nó tiền đi xuất khẩu lao động có ghi chép hay bắt nó ký giấy nợ hay không, bắt nó trả lại tiền. Không có ghi chép gì hết đó chú ơi. Ông Thảo từng bước nhẹ nhàng xuống sân, đi ra nhìn cái cảnh tượng nhức mắt, lòng lại ảo não nói thêm. Coi nó như con cái ruột thịt ở trong nhà, giống như mày thôi, Lực à, nên không có ghi nợ, không có nghĩ ngợi gì nhiều. Lo cho con Nụ bao nhiêu thì lo cho chồng nó bấy nhiêu, có ai nghĩ đến cái cảnh này đâu. Không sao đâu ba à, tiền bà có thể kiếm lại được, nhân cách thối nát như nó không có tồn tại được lâu đâu. Bà cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, để con dọn dẹp cho sạch. Cứ ở trong nhà, đóng cổng lại cho an toàn. Ra ngoài kia, nó cho xe chạy ra, nó chém vài nhát lại khổ nữa. Bà không có tiếc tiền, tiếc là tiếc cái tấm lòng thôi. Nói xong, chưa đợi Lực dân dạ, ông Thảo lại cây lưng bước vào nhà bếp. Ông bật cái máy bơm nước, nối cái vòi dài ra tới cánh cổng cùng với Lực và chú Văn, cứ nhẹ nhàng bình thản giống như ông đã chấp nhận cái chuyện này đã lâu. Trước đây, ông nóng giận, oán trách vợ con ngu ngốc. Từ khi bị té xe gãy chân,
ông mới thấu hiểu tình người, mới cảm thông cho vợ con. Từ đó thay tính đổi nết là cuộc đời này dạy cho ông thêm nhiều bài học. Lúc đầu ốm là ông đã có một thời gian để chiêm nghiệm. Nằm trên giường bệnh mới thấu hiểu gia đình máu mủ mà là tất cả. Con rể sao? Chung quy cũng là người ngoài mà thôi. Hoàn cảnh của ông không cho phép ông tha lỗi cho thằng Biên nữa. Lần này ông nhất định phải trả thù cho con gái, phải quyết đoán để giữ lại chút tự trọng cho con. Chú Văn gọi điện cho mụ Nguyệt, đóng cổng khóa cửa, ôm con mít ngủ cẩn thận. Bọn nó trả thù đó. Cứ phải lo xa hơn một chút mới an toàn được. Dạ, để em gọi. Đúng là em chưa có nghĩ ra cái chuyện này. Cứ như vậy, mất hết cả buổi tối. Đến nửa đêm, ba người đàn ông mới lau dọn xong cái bãi chiến trường. Thằng Biên nó hả dạ bao nhiêu thì cũng tức giận bấy nhiêu. Tiểu nhân mãi mãi vẫn là tiểu nhân. Nụ được mẹ dặn dò núp kỹ ở trong nhà. Tất cả mọi chuyện phải để cho chú Văn và anh Lực lo lắng. Cô chỉ cần giữ sức khỏe và chăm sóc cho cu khoai. Nụ gật đầu dân dạ. Ở ngoài kia khó khăn, sóng gió. Về bên gia đình, ở bên mẹ là bình yên và hạnh phúc nhất. Cô ở bên cạnh mẹ, yếu đuối, nỉ nôi. Giống như khoai rút đầu vào ngực cô tìm hơi ấm. Thì ra, cu khoai cần cô nhiều lắm. Nụ trằn trọc cả đêm mất ngủ, suy nghĩ về 4 năm làm vợ của thằng Biên. Nước mắt này sẽ là giọt nước mắt cuối cùng nụ rơi xuống về gia đình đó. Sáng hôm sau, gió yên biển lặng. Đến đầu giờ chiều, nhà ông Thảo có người ghé thăm. Nhìn qua cũng biết đó là người đưa thư tín của xã. Nhận ra người quen, ông Thảo nói nhỏ. Chú vào trong nhà uống miếng nước cái đã. Dạ thôi, tôi gửi cái bao thư rồi tôi đi lo việc nữa. Chân cẳng của bác đã ổn hết rồi chứ? À, tôi ổn cả. Cảm ơn chú. Lúc nào rảnh ghé nhà uống miếng nước trà ngang. Dạ, tôi xin phép. Nhìn theo chú Văn Thư rời đi mà lòng ông Thảo nhức nhối, tự tay mở phong bao ra đọc. Dòng chữ giấy triệu tập in qua đập vào mắt của ông đến choáng váng. Ông gọi Lực từ sau nhà lên để bàn chuyện. Bây giờ con tính coi phải làm sao. Cái thằng đã từng là cha con với nhau mà nó cũng làm như vậy đó. Khốn nạn đến vậy là cùng. Cái thằng khốn đó, cái thứ hoa cầu rút dáng. Ba, con nghĩ đây chính là lúc giải quyết mọi chuyện rắc rối. Con đánh người là con sai, con cũng nên đối mặt. Ba, con sẽ lên xã đối mặt với nó. Ngày mai con gọi chú Văn đi cùng. Hãy bảo trọng con trai của ba. Đối mặt với khó khăn là điều tốt đẹp nhất mà Lực học được khi qua nước ngoài lao động. Ở nơi xa, đất khách, còn có nhiều thứ kinh khủng hơn Biên. Anh không sợ. Cái thằng em rể này anh không có sợ, nhất định phải trả thù cho em gái. Đối với Lực, niềm vui lớn nhất khi trở về chính là thái độ bày tỏ tình cảm của ông Thảo. Trước đây, ông nghiêm khắc, ít cười, nói câu nào cũng nặng mặt, cáu gắt, xăm soi và đe nẹt, không bao giờ nói lời yêu thương con cái. Vậy mà từ ngày Lực trở về, ba của anh hoàn toàn thay đổi, nhẹ nhàng tâm sự, nói lời động viên, không suy nghĩ. So với trước đây, quả thật, giao diện này khiến anh rất là tự hào về cha. Lực biết ai rồi cũng phải thay đổi theo mặt tích cực. Cái chúng ta cần chính là thời gian mà thôi. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, Lực có mặt tại ủy ban xã với chú Văn. Những người quen mặt lại gặp gỡ với nhau, không cười nói, không chào hỏi. Biên và Chiến ngồi vĩnh râu đợi chờ từ trước. Trên tay của hắn là một tập hồ sơ mỏng, không biết chứa đựng cái thứ gì trong đó, nhưng có vẻ rất quan trọng. Đợi chờ người tiếp nhận hồ sơ xuất hiện, Biên nói cái giọng đe dọa. Đây là chỉ bước đầu thôi, tôi sẽ khiến hai cha con như mày đó mất mặt với cả thiên hạ, gia đình mày sẽ không có còn cái gì hết. Mày nói ít thôi, làm được cái gì thì làm đi, đừng có lớn miệng. Vừa dứt lời, thằng Biên cái mặt của nó trở nên méo mó, không còn kinh kiệu chướng mắt nữa. Hắn tiếp tục giở trò yếu đuối là người bị hại trước mặt anh công an xã tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ à, giúp em với, em mới đi làm ăn xa về mà bị đánh như vậy thì làm sao mà sống và cống hiến được cho làng quê mình hả anh ơi? Lực và chú Văn cũng khá choáng váng với trình độ diễn kịch thượng thừa của thằng Biên, nhưng không thèm trả lời nó. Anh công an trình bày đơn tố cáo.
các anh cứ ngồi xuống bàn bạc lại với nhau xem cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Hai người đang là mối quan hệ anh vợ em rể, thực sự kiện cáo không có được hay cho lắm. Anh Trung công an nhìn bốn người đối diện, ánh mắt tập trung trên gương mặt của thằng Biên, vết bầm tím trên khóe miệng còn đậm, hắn cố gắng rên rỉ để phát ra tiếng động bi thương. Tôi không thể để yên cái chuyện này được, nó đánh tôi gần chết làm sao mà tha thứ chứ, tôi phải kiện tới cùng. Trước đây tôi nhớ không lầm, anh Biên cũng từng bài bạc đánh người, nhưng được ông Thảo cứu giúp, còn xin giấy tờ cho anh đi xuất khẩu lao động, anh có nghĩ đến chưa? Cán bộ... Biên như chết lặng trước câu hỏi của anh Trung, hắn không biết phải mở lời tiếp theo ra sao, cúi mặt nhìn qua Chiến mong cầu sự giúp đỡ, đợi chờ trong vô vọng, anh Trung lại nói tiếp. Con người ai cũng có lúc sai lầm, chúng tôi bước đầu tiếp nhận hồ sơ đều đưa ra hướng giải quyết tình nghĩa trước, còn nếu anh Biên đây không đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản. Tôi cũng xin nói trước là hình phạt không có nặng lắm đâu, chỉ phạt tiền và vài triệu thôi. Anh cứ suy nghĩ thấu đáo, kẻo mất tình cảm anh em trong nhà. Tôi không có anh em gì với ai hết, vợ chồng tôi cũng sẽ ly hôn thôi, nhưng chỉ phạt vài triệu là sao? Tôi có giấy khám nghiệm thương tích đây mà, anh coi đi. Anh Trung cầm tập hồ sơ chăm chú đọc qua, rồi mỉm cười nói tiếp. Quy định của pháp luật nêu rõ, tôi là người học luật thì tôi nói trước cho anh như vậy đó. Thương tích của anh tổng thể quá nhẹ, dưới 11% thì không có đủ để kiện cáo đâu. Theo điểm E khoảng 3 điều 5 Nghị định số 167/2013/NDCP về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác. Anh lực đây chỉ phải bồi thường từ 2 đến 3 triệu, anh kiện cáo chỉ tốn thời gian và tiền bạc, theo tôi nghĩ hai người nên giảng hòa với nhau là tốt nhất. Thằng Biên ấp úng suy nghĩ, muốn dồn người khác vào đường cùng, nhưng là chưa thể nào đủ chứng cứ. Anh công an này cầm cái giấy giám định thương tích lại nói ra mấy câu sằng bậy. Biên lườm qua lực đang nhàn nhã chắp tay vào nhau, hắn ngứa mắt nhưng không thể làm cái gì khác, đành đứng dậy nói lớn. Tôi không cần vài triệu, cái tôi cần là tống cái thằng này vào tù, rồi tao sẽ có cách thôi, cứ đợi đó đi. Biên và Chiến rời đi với thái độ vô cùng tức giận, Trung nhìn qua lực với ánh mắt tiếc nuối. Khổ thiệt, không ngờ tôi lại gặp ông với cái lý do này, hôm nay phải nghỉ làm hả? Xin công ty nghỉ buổi sáng thôi, cảm ơn ông nha, làm công an xã chắc cũng đủ chuyện mệt mỏi ha. Cũng rắc rối lắm, mấy anh choi choi đụng chút là đánh nhau, nhưng mà không ngờ thằng Biên này lại muốn kiện cáo cả ông, mang tiếng anh vợ mà không có để mặt sao. Chuyện gia đình có chút phức tạp, hôm nay cảm ơn ông Trung nha. Tôi giúp được thế này thôi, nếu thằng em rể của ông mà muốn kiện đến cùng thì ông phải chuẩn bị tinh thần đó, hồ sơ tiếp nhận còn dài, cứ bình tĩnh đề phòng nha. Cảm ơn ông, tôi về luôn nha, hy vọng chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác, bạn bè cùng lớp mà gặp nhau lúc kiện cáo vậy tôi ngại quá. Nhờ có sự giúp đỡ của anh Trung công an xã, Lực và chú Văn bình thản trở về nhà, vẫn mong chờ kế hoạch tiếp theo của thằng Biên. Lực không sợ, chú Văn càng không sợ. Mọi rắc rối anh đều có thể chống cự, miễn là em gái anh được hạnh phúc ấm êm. Mấy ngày sau đó, vì lo cho cha con chú Văn và bé Mít ảnh hưởng đến công việc học tập, ông Thảo nhất quyết đưa hai cha con về nhà chung sống. Tâm trạng buồn bã thể hiện rõ ra mặt của bé Mít, làm cho cả nhà ngạc nhiên tột độ. Mít nè, làm sao con không ăn cơm đi, bị sao vậy, khó chịu ở đâu? Ba Giang ơi, con muốn về nhà, cô Nguyệt đút cho con ăn. Ngoan, ba thương, ăn cơm đi, ngày mai ba đón con qua nhà cô Nguyệt chơi nha. Đứa bé ngây thơ không biết sóng gió trong gia đình, ăn uống chậm chạp làm cho nụ cũng buồn theo. Hôm nay Mít cũng không có thèm chơi với cô Khoai nữa. Nghĩ ngợi một hồi, nụ nhẹ nhàng lên tiếng. Con thấy mọi chuyện cũng không có nghiêm trọng lắm đâu ba, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Ở đây còn có người dân, có pháp luật, chồng con cũng không có làm gì được đâu. Chồng cái gì mà chồng, con lo ăn uống đi, gầy teo hết cả người rồi đó. Cứ để thêm thời gian nữa, lúc đó mới hết chủ quan được. Mít, cũng ăn đi, ngày mai rồi về với cô Nguyệt, chắc nó quen với mụ đó rồi đó. Chú Văn cũng tính chuyện rõ ràng với người ta đi, mấy năm rồi còn gì. Bà Quê vừa cáu giận với nụ xong lại chuyển qua tâm tình nói chuyện với em chồng, khiến cho nụ nín bặt không dám hó hé thêm cái gì nữa.
vừa đút cơm cho cu khoai, vừa gấp thức ăn cho mít, cũng qua nhanh bữa cơm. Chú Văn né tránh, mặt mày ửng hồng bối rối. Em cứ mặc kệ thôi, chứ biết làm gì hơn nữa. Cổ cũng chỉ săn sóc cho mít, thân quen với con bé, chứ có tình có ý gì với em đâu. Lúc này ông Thảo mới nói kèm vô, giọng da diết như người có kinh nghiệm yêu đương trải đời. Người ta có ý như vậy rồi, chú còn muốn cái gì nữa chứ? Mấy năm rồi, hết cả thanh xuân của thím đó. Mình là đàn ông phải chủ động chứ, kiếm đâu ra một người như thím đó. Từ lúc con nhiếm 6 tuổi đã yêu thương chăm sóc, nay con bé 11 tuổi rồi. Chú đừng có dông dài nữa. Ngày mai con mít qua bên đó ở luôn cũng được, khỏi cần sang đây. Qua bên đó giữ lấy mẹ, không là mất đó. Dạ, ba nhớ cho con qua nhà con Nguyệt đó. Ba biết rồi. Nè, ăn cho hết chén cơm đi. Nhìn cả nhà nói chuyện tâm sự, nụ vui đến rơm rớm nước mắt. Nhìn qua bên anh trai nở một nụ cười nhẹ. Lực biết ba mẹ chuẩn bị hỏi dò chuyện tình cảm của mình, liền ăn cho hết chén cơm, đứng dậy nói nhanh. Con đã coi đàn thỏ ăn hết lá khoai chưa? Ba mẹ cứ để đó một lát con rửa chén cho. Thiệt tình à, thanh niên thanh đồ, tối đến không chịu đi tán gái, ở nhà dọn chén cho mẹ, khổ cái thân tôi chưa? Lực đã chạy ra sau vườn nhanh như một cơn gió, còn không kịp nghe tiếng phàn nàn của bà quê, ông Thảo cười trừ binh con. Cứ để cho nó tự nhiên đi, bà không phải lo con trai mình nó ế vợ đâu, cứ lo chuyện con nụ trước đi cái đã. Nhà có hai đứa con mà cứ thấy lo lo. Mấy cái nhà hàng xóm đến 4-5 đứa chắc họ cũng đau tim, ngứa ruột lắm đó. Bữa cơm cứ nhắc đến nụ hoài, cô lại mang mát buồn. Cô biết ý thu dọn chén đũa giúp anh trai. Cô khoai chơi siêu nhân, nụ sợ làm mẹ buồn tổn thương. Thời gian qua vẫn chưa thể nguôi ngoai được sự lo lắng. Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới tốt đẹp được đây. Cô không có ngoại tình, nhưng chứng cớ trước mắt khó chối cãi. Liệu cô có quyền được nuôi khoai nếu ly hôn? Cô thật sự rất sợ. Buổi tối, bên nhà thằng Biên cũng vui vẻ cười nói. Tiền bạc giờ đây rủng rỉnh, bà Mâm cũng ăn uống thoải mái hơn. Trước đây có nụ chăm sóc, miếng ăn giấc ngủ của bà không cần lo, không bị đau lưng, nhưng cố giả vờ như đau thật để lừa dối cháu dâu. Bây giờ đây, mọi việc trong nhà bà tự tay làm hết. Biên lang thang cả ngày ở ngoài đường, tối về lại bắt bà nấu cơm phục vụ. Bà Mâm có mệt cũng không có dám kêu than. Ai kêu đó chính là cái điều bà mong muốn. Thức ăn dư dả, cháu dâu mới, xinh đẹp, tiền bạc đầy túi, tuổi già chi tiêu làm gì cho hết. Nhưng mà bà Mâm cứ cảm thấy trống vắng khó chịu. Nghĩ ngợi một hồi mới biết là bà nhớ cu khoai. Biên à, cả tuần rồi, không có được gặp thằng Khoai, mày có nhanh cho bà nhờ không thì nói. Cháu nộp đơn tố cáo ngoại tình rồi, thời gian này bà chịu khó một chút đi. Nhớ mong cái gì chứ, sau này nó cũng về với nhà mình thôi. Là vì mày đi xa làm ăn, mày ít gần gũi nó, nên mới không có nhớ mong nhiều. Tố cáo đến bao giờ người ta mới làm cho đây, cứ nghĩ phải nhanh lắm chứ, nhớ chắc nội quá à. Đêm có ngủ được đâu. Bà có làm ầm lên vậy chi? Không có phải lo đâu. Lần này cháu đút tiền cho công an rồi. Sẽ nhanh thôi. Tố cáo xong được xử luôn cả ly hôn. Có gì mà lăng tăng chứ. Mày làm sao mà hiểu được cảm giác nhớ mong nó như thế nào? Có khi ngày mai tao qua bên đó gặp thằng Khoai một chút. Nè nè. Cháu cấm đó nghe Hùng. Làm hư hết việc của cháu đó. Bà ăn nhiều vào sau này có sức chăm chắc nội đi. Già rồi nên cháu không có nói nhiều nữa đâu. Bà cứ liên miệng nói con nụ đen đuổi, sao còn nhớ đến nó chứ? Thì tao chỉ muốn gặp con trai của mày, là chắc của tao thôi, là máu mủ của nhà họ Đỗ, liên quan gì đến con nụ, giải quyết nhanh lên. Trời ơi, cái lưng của tôi nó đau quá, dạ cả rồi, nhức mỏi cái lưng quá trời, chịu không có nổi. Bà Mâm đang than phiền tức tối, thì ngoài cổng nghe tiếng của Cương nó hối hả. Nè, mở cổng. Biên ơi, Biên! Làm gì mà cuống quýt lên vậy hả? Vô ăn cơm. Biên vừa mở được cánh cổng, chưa kịp nói gì thêm. Thằng Cương đó nó nhảy lên ôm lấy chân của bạn khóc lóc van xin. Mày cứu tao với, nếu không tụi nó giết tao đó. Cứu tao với đây, Biên ơi. Tao đánh bài thua,
tụi nó đuổi theo từ thị xã về đây rồi, cứu tao với Biên. Có chuyện gì thì vào nhà nói đi, nợ bao nhiêu, tiền tao đưa cho mày đâu? Tao đánh thua hết rồi, cứu tao với, 80 triệu nữa thôi. Tao nói có thằng bạn mới đi xuất khẩu lao động về, nên tụi nó mới cho tao mượn tiền, mày cứu tao đi. Nghe tới số tiền lớn như vậy, Biên chết lặng. Cả 3 năm trời, hắn bôn ba xứ người, cũng chỉ tiết kiệm được vài trăm triệu. Thằng bạn ở nhà vô công rồi nghề, mà mấy ngày tiêu hết 80 triệu. Biên sốc quá không kiềm chế được, tức giận, nắm lấy cổ áo của hắn mà gào thét. Mày vừa nói cái gì? 80 triệu? Đúng đúng, chỉ 80 triệu thôi. Mày trả giùm cho tao đi, nếu không tụi nó sẽ tìm tới đây giết tao đó. Biên nghe có người tìm giết, luống cuống chân tay, vội vàng kéo thằng Cương ném ra ngoài cổng, rồi nhanh tay dặn chốt cửa, nói nhanh như hét. Mày đi đi! Bị điên hay sao? Tao lấy đâu ra 80 triệu đưa cho mày? 20 triệu mới đưa cho mày đâu. Chơi hết thì tự chịu đi. Mày kiếp, tiền chứ phải la mít đâu. Mày đi đi, đừng có ở đây mà ăn dạ tao. Không có tiền. Nè, Biên, mở cổng cho tao, thằng chó kia. Biên chạy trối chết vào trong nhà, mặc kệ thằng bạn nối khố hét hò ầm ĩ ngoài cổng. Không biết phải xử lý thế nào cho đúng, Biên không thể ăn uống cho xong bữa tối. Hắn gọi điện cho Chiến, kể và từ chối chuyện tiền nong với Cương và né tránh càng xa càng tốt. Hắn bực bội thở dài. Cái thằng chó này sao nó ngu vậy, không biết được nữa. Chơi bời ít thôi chứ, 20 triệu là mua được cái xe máy liên danh rồi đó. Ngu hết phần thiên hạ. Nói xong, thằng Biên nó quay qua bà nội. Nội à, cháu đi công việc không có ở nhà thì bà không có được cho cái thằng kia nó vào nhà nghe chưa. Nó đang nợ nần, có khi nó lấy hết đồ đạc, bàn ghế, tivi cháu mới đậu đem bán đó. Nó ngu lắm, đi đánh bài bị người ta truy bắt. Trời đất ơi, sao lại ngu dại vậy chứ? Mày cũng đừng có chơi với nó nữa. Ba nó không có dạy được nó thì mày là cái gì mà dạy nó? Đúng là ngu, ngu hết phần thiên hạ mà. Thằng Biên nó cứ chửi bạn như hát. Đến hắn cũng từng đánh bài rủ rê chơi bời qua đêm để vợ phải đi tìm. Hắn đâu có nhớ, hắn cũng từng ngủ cả đêm ở trong phòng giam của xã. Ông Thảo phải mang tiền, lấy uy tín của bản thân ra giúp hắn thoát nạn. Hắn đâu có nhớ, vậy mà hắn còn tư cách để chửi thằng Cương sao? Thằng Cương nó chạy tới nhà của thằng Chiến trú ngụ, cũng không thể ngờ rằng bản thân còn sót lại cũng từ chối sự cầu cứu của hắn. Cương không biết chạy đi đâu, đành chui ra gốc đa đầu làng ôm lấy gối mà khóc than. Bóng đêm kéo đến dày đặc, màn sương mỏng lấn ướt cả mái tóc mới nhuộm màu vàng của hắn. Ý nghĩ đen tối đến chuyện bán đất nhà họ Nguyễn dâng cao trong hắn, hắn quyết định sáng ngày mai sẽ về nhà đập khóa tủ để tìm sổ đỏ đem đi bán. Hắn đang cầu nguyện cho cha của hắn ở trên huyện sẽ không biết được cái chuyện tài đình này. Hắn thật nhục nhã và xấu hổ. Hắn hận hai thằng bạn khốn kiếp, cứ để rồi coi ai hơn ai trong cuộc đời này. Thằng Cương nó trở về căn nhà, bước vào nhà mở khóa tìm kiếm sổ đỏ, nhưng hắn không thể ngờ ông bá không để bất cứ thứ gì ở nhà, cái tủ gỗ bí mật trống trơn. Hắn ôm đầu thất vọng la hét. Chần chừ tìm kiếm hy vọng cũng không có chút niềm tin nào vào cuộc sống, hắn lại tìm đến Biên. Đường cùng đói khát, hắn đứng bên ngoài quát tháo chứ không còn nhẹ nhàng hay xin xỏ nữa. Thằng chó kia, 5 ngày nay tao ăn ngủ ngoài đường, mũi đốt sắp chết tao rồi đây nè, mày có ra gặp tao không thì nói, có đưa tiền cho tao không? Con bà mày! Lần này thằng Biên nó không có né tránh. Sự việc trôi qua gần 1 tuần rồi, hắn không có sợ liên lụy. Bà Mâm đi cắt rau và cỏ cho thỏ, chỉ còn một mình hắn ở nhà. Hắn sẽ tìm cách tống cổ thằng bạn da như đĩa đói này. Nghĩ là làm, hắn mặc cái áo thun ngắn tay, bước ra ngoài cổng đối chất với thằng Cương. Nè, mày gào thét cái gì vậy hả? Mày muốn cái gì? Tao hết cách rồi, mới tìm tới mày đó. Mày đưa tiền cho tao ngay đi. Tao hứa chỉ một lần này nữa thôi, không bao giờ tao phiền mày nữa. Giúp tao đi. Tao nói rồi, tao không có tiền. Lo nhà cửa, mua xe, mua đồ, tao hết tiền rồi. Mày tự chơi thì tự chịu đi. Tao thương mày, quý mày, đã cho mày 20 triệu rồi. Là tại mày không có chịu làm ăn thôi. Mày chơi bời thì nín họng đi, đừng có kêu ca nữa, tao không có đưa là không đưa. Thằng Cương nó cay xè con mắt cầu xin nhưng vô ích. Nhìn thằng bạn vênh váo cự tuyệt mình ở bên trong cánh cửa, hắn lại tiếp tục điên cuồng gào thét. Mày mở cổng ra nói chuyện với tao,
Nếu mày không trả nợ cho tao, tao sẽ nói hết với con nụ rằng mày gài bẫy nó, lúc đó đừng có trách tao vô tình. Mày à, kiếp, mày bước vào đây nói chuyện với tao. Thằng Biên nó hoảng hốt, lo sợ thằng Cương tiết lộ mọi chuyện. Hắn kéo bạn vào trong bếp, ghì vai của thằng Cương ngồi xuống, dọa nạt. Mày điên hả? Đó không phải là chuyện để đùa đâu. Tao đã cho mày tiền rồi, biết điều thì ngậm cái miệng lại. Nhưng tao không có muốn ngậm miệng, tao muốn có tiền. Mày chỉ cần đưa tiền cho tao, thì tất cả bí mật của mày sẽ được chôn giấu. Còn không, ngay tối hôm nay con nụ sẽ biết tất cả. Mày nghĩ ông Thảo sẽ để yên cho mày sao? Thằng chó, tao nói rồi, không có tiền. Mày muốn 80 triệu là khó quá đó. Tao mua xe, mua đồ hết trơn rồi. Mày đừng có điên nữa, trốn đi. Có chơi có chịu, cầm và cút ngay. Thôi được, không có 80 triệu, thì mày còn bao nhiêu đưa hết đây cho tao đi. Tao sẽ cầm tiền và cút ngay, đúng như ý mày muốn đó. Được, mày hứa rồi đó nghe. Tao chỉ còn tầm 20 triệu. Ngồi im đó đi, tao lấy tiền cho mày. Thằng Biên nó lách người qua giường, tìm cái ba lô đựng tiền, đếm đủ 20 triệu, mang xuống bếp cho thằng Cương, buông lời đe dọa như dành cho kẻ thù chứ không phải bạn bè thân thích. Mày cút ngay cho tao, đừng có bao giờ tìm đến tao nữa, nếu không mày cũng dính vào cái tội đồng lõa với tao đó, nghe chưa? Tao sợ rồi đó Biên à, chuyện gì mày cũng dám làm. Ok, từ nay tao không có phiền mày nữa, chào. Thằng Cương nó cầm lấy tiền, băng băng qua đường ruộng chạy trối chết ra đường lớn. Hắn muốn ôm tiền lên thị xã tìm chỗ chơi bài để tiếp tục gỡ gạc, vừa có tiền trả nợ, vừa có tiền để tiếp tục cuộc sống. Cuộc sống là những vòng quay dội dã. Biên nó vừa tiếc tiền, vừa hận thằng bạn, muốn tìm cách bịt miệng nó lại, cũng phải lên một kế hoạch mới, kế hoạch cho thằng bạn không biết điều. Đúng hai ngày sau, ủy ban xã nó có giấy triệu tập nụ vì có đơn tố cáo cô ngoại tình, thêm cả tội cô bạo hành bà nội chồng, khiến cho bà bị đau lưng kéo dài mấy năm trời phải đi châm cứu. Kết quả này chính là Diệt Biên đã âm thầm mua chuộc các ông thầy thuốc. Nụ chết lặng khi nghe thông báo. Tranh cãi nảy lửa không phải là cách tốt nhất. Nụ đang hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mặt Biên nói lời tử tế. Anh muốn ly hôn thì ly hôn. Chúng ta từng là vợ chồng, cần gì phải làm nhục tôi như vậy chứ? Cô muốn biết lý do sao? Vì tôi hận cha cô, hận gia đình của cô. Tôi không thể quên những gì cha cô từng nói. Cô sẽ được như ý muốn của cha cô thôi. Sẽ không phải lấy một cái thằng không có học hành, không nghề ngỗng như tôi. Cô vui rồi chứ? Tôi rất vui vì có ba mẹ chỉ đường cho tôi đi đúng hướng. Tôi vui vì sau tất cả, họ luôn ở bên và cưu mang tôi về. Điều sai tôi đã làm, tôi không có hối hận. Tôi chỉ hối hận là luôn nghĩ tốt về anh. Kết quả của cuộc hôn nhân này có như thế nào thì tôi vẫn nuôi con. Anh đừng có mong mà dọa nạt tôi. Cô có bằng chứng gì phản biện lại tôi? Sự thương hại bố thí của cô dành cho tôi, đến bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy tổm lợm đó. Tôi sẽ đợi cô đáp trả, cứ ra tòa mà ly hôn thôi. Nụ cười gượng khi anh công an đưa đơn và hồ sơ cho cô ký. Giấy chứng nhận ly hôn thuận tình, nhưng tranh chấp quyền nuôi con, nụ biết bản thân không có lựa chọn. Ly hôn cô chấp nhận, nhưng nếu không có quyền được nuôi con, cả đời này cô sẽ day dứt hối hận. Cô run rẩy đôi tay ký vào tờ đơn in sẵn, cúi đầu cảm ơn anh công an rồi ra về. Trước khi đủ bình tĩnh bước đi, anh Trung còn gọi cô lại dặn dò thêm mấy lời. Nụ nè, anh là bạn học của Lực, anh có vài lời muốn nói với em. Chứng cứ ở đây rất bất lợi cho em, tranh chấp ở cấp huyện anh không thể can thiệp hay giúp đỡ. Em phải tìm được bằng chứng có lợi cho mình, nếu không em sẽ mất con đó. Cảm ơn anh. Bao lâu nữa thì hồ sơ của em được tiến hành? Nhanh nhất là 10 ngày. Trong đây có số điện thoại rồi, nên sẽ có người gọi điện thông báo cho bác Thảo. Cố gắng lên nghe. Nụ cảm ơn nhanh chóng ra về. Người mẹ Tảo Tần thương con đang đứng ở ngoài chờ đợi. Biên đi qua cũng không thèm chào hỏi. Bà Quê không giận, không tức hờn. Bà nhẹ nhàng buông tay, còn thấy vui mừng thay cho con gái. Mẹ ơi, mình đi về thôi. Sao rồi? Tình hình xấu lắm không con? Con ký đơn ly hôn rồi, đợi chờ thụ lý và giải quyết thôi mẹ à. Họ sẽ gửi hồ sơ lên huyện, con bất lợi nhiều thứ lắm. Con sợ không có được quyền nuôi cu khoai. Đi về, về nhà có cha, có gia đình, mọi người sẽ giúp con, lẹ lên. Nghĩ đến con trai, lòng có nụ đau như cắt. Ngồi trên cái xe máy mà hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô không biết phải nghĩ cách gì mới đối phó được với Biên. Thì ra, sau những gì hắn nói, cô mới thấm rằng
Chồng của cô là một kẻ thù dai, hận thù từ năm này qua năm khác. Hắn chưa bao giờ quên chuyện cũ xưa. Lời của ông Thảo lăng mạ, hắn nhớ như ghim vào trong đầu. Mỗi ngày đều nghiền ngẫm và nó đợi ngày báo thù. Nụ sợ, rất sợ người đàn ông này. Từng ngày cứ trôi qua trong khổ cực đau đớn, Nụ không có bằng chứng gì để phản biện lời tố cáo của Biên. Hắn ung dung với chiến thắng của mình, hả hê đem vợ mới về nhà nịnh nọt yêu thương. Những cái thứ tình cảm vương vãi này Nụ chưa bao giờ được hưởng, là do cô xui xẻo hay do cô là con gái của ông Thảo, là cái gai trong mắt của thằng Biên. Bữa trưa, bữa tối, cơm ăn không ngon miệng. Nụ hàng đêm ôm lấy con, dứt giác cảm xúc sợ một ngày chia cách. Ông Thảo và bà Quê cũng lo lắng không kém gì con, thì thầm hàng đêm ngoài phòng khách, phải tìm cách nào đó để giúp cho con gái vượt qua được cái cửa ải khó khăn này. Nửa tháng sau đó, vẫn không có tin tức hay cuộc gọi nào của ủy ban huyện. Nụ sợ dông dài, cô hỏi anh trai thử liên hệ với anh Trung để biết thêm tình hình. Lực chỉ trả lời cô yên tâm, hồ sơ được quyền xử lý, họ sẽ gửi giấy về nhà thông báo. Trong lòng của Nụ không thể yên tâm, cô muốn có thêm thời gian bên con, nhưng lại muốn chuyện này giải quyết nhanh chóng. Đang lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, thì thấy bà Mâm xuất hiện ngoài cổng. Người lái chiếc xe máy chở theo bà chính là Thư, ả đàn bà quyến rũ chồng cũ của cô. Nụ, mày có ở nhà không? Ẵm thằng Khoai ra đây cho tao gặp nó một chút, bà cố nội nhớ nó. Nụ chưa biết xử lý thế nào. Dòng máu của họ, họ có quyền được gặp gỡ. Cô lay quay bước ra ngoài mở cổng, thì nhìn thấy Thư cầm cái điện thoại giơ lên qua trước mặt. Nụ biết âm mưu của họ, hai con người này đến đây để tiếp tục gài bẫy cho cô. Cô bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói giọng ra ngoài. Bà nội đến chơi hả? Đợi cháu một chút, cháu bị ba mẹ nhốt ở trong nhà, chưa có chìa khóa mở cổng, chứ không phải cháu không có cho bà vào nhà đâu. Nè, đừng có nói điều ngoa, tao thấy có người ở trong nhà, mở cổng ra ngay, tao tới ẵm nó, chơi với nó, có làm gì hại tới mày mà mày cấm. Cháu không có quyền được cấm, nhưng mà nhà cháu không có cho ai mở cổng hết á. Ba mẹ cháu đi lấy thuốc bổ trên thị xã chưa có về, anh trai đi làm và cháu cũng đang cầm điện thoại để quay phim đó. Cô Khoai đang ngủ, bà đi về đi, hôm sau rồi bà qua. Mày còn cấm đoán tao gặp chắc nội của tao hả? Hả? Mày cứ liệu hồn đó nghe không? Cháu không có sợ bà nữa đâu, bà muốn làm cái gì thì cứ làm đi, cháu cũng quay được cô gái kia rồi đó. Chưa có ly hôn với vợ mà dám công khai với người khác rồi. Cháu tích đức cho thằng Khoai nên không có muốn lớn chuyện. Sau này lớn lên mong rằng nó không có phải nghe cái tên cha của nó lăng nhăng ngoại tình. Còn bà quay phim chụp ảnh hại đời cháu, bà không có sợ nghiệp quật hay sao? Mày, trời đất ơi, mày! Mày làm sao? Mày thế nào? Ba mẹ cháu đây vắng nên cháu không có nói ra những lời khiến họ tổn thương đâu. Bà muốn gây sự, cháu tiếp đãi. Bà cho người ta quay phim chứ cái gì, cháu cũng quay được, cháu không có sợ đâu. Bà nói đi, tại sao bà với thằng Cương lại liên kết với nhau hãm hại cháu? Cái con này điên rồi, Thư, đi về. Hai cô người kia không tranh cãi, bỏ chạy khuất xa Nụ. Cô đau lòng muốn tắt thở, trước đây nghĩa tình ân ái, giờ đây coi nhau như kẻ thù. Họ đã xem cô như kẻ thù từ lâu rồi. Chỉ có cô mãi mê với hạnh phúc mà không hề đề phòng sau lưng. Thư chở bà Mâm về nhà, điện thoại không quay thêm được một video nào ra hồn. Ả cũng chán chường, nằm y ở trên giường, mặc kệ cho bà Mâm muốn làm cái gì thì làm. Bà ta nặng nề bước lại gần kêu ca với Thư. Cái lưng của bà nó đau quá, cháu bóp cho bà một chút đi, lát nữa có sức để nấu cơm. Cháu có biết bóp đâu, bà đau thì kêu anh Biên đưa đi châm cứu, cháu không có làm mấy cái này đâu. Cháu đi theo bà sang bên kia bị con điên nói mắng cho chưa hết nhục đây nè. Nhục cái gì mà nhục? Người nhục là tao đây nè. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trời ơi, cái lưng của tôi. Biết bà Mâm nói móc nói mỉa mình, Thư cũng mặc kệ. Ả không rảnh để đôi co với một bà già. Việc của ả là lấy lòng thằng Biên. Mục đích của ả là tiền của thằng Biên, không phải làm vừa lòng chăm sóc cho một bà già hôi hám xấu xí. Thư nói không sai,
Bà Mâm từ dạo lật mặt với Nụ đã biến thành một người khác. Bà già hôi hám, ít tắm rửa, không có ai múc nước hầu hạ, không có ai bóp lưng xoa nắng. Từ một người giả giờ đau ốm, giờ đây bệnh tật nó linh nghiệm đến đáng sợ. Bà giờ đây mới biết quý trọng Nụ thì đã quá muộn màng. Buổi trưa ông Thảo về, trong bữa cơm Nụ kể hết chuyện hồi sáng cho ông nghe. Người cha thương con nghiền ngẫm một hồi rồi trầm giọng khuyên bảo. Vậy là tối đó thằng Cương nó cũng cố tình gài bẫy con chứ gì, chúng ta sẽ gặp nó nói chuyện. Con đã nghĩ đến cái chuyện này rồi, nhưng con có nhờ anh Lực hỏi rồi. Cương đã đi đâu cả nửa tháng nay, không có mặt tại thôn mình đó ba à, làm sao mà tìm được đây? Phải làm cái chuyện lớn thôi. Lực à, ăn xong cha con mình ra ngoài sân làm ly nước vối cho nó mát. Cha con mình tâm sự. Dạ. Không biết ba và anh trai bàn tính chuyện gì, nhưng có lẽ đó là chuyện liên quan đến Nụ. Giờ đây, nỗi sợ hãi trong cô đã vơi cạn đi rất nhiều. Có ba mẹ, có anh trai bên cạnh. Nỗi sợ của cô chỉ có khoảng cách chia xa con trai. Cầu trời cho cô vượt qua được tất cả chuyện này. Ngày hôm sau, ông Thảo và Lực rời đi từ sớm. Nghe được cuộc điện thoại xin nghỉ phép một ngày của anh trai, Nụ mới giật mình tỉnh giấc. Cả đêm cô nghe lời mẹ dặn dò, an ủi nên gần sáng mới chợp mắt được một chút. Có lời động viên của mẹ, Nụ tự tin hơn. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không có được nóng giận, đụng tay đụng chân gây sự, cạm bẫy luôn ở xung quanh chúng ta. Nụ hiểu và không nên manh động lúc này, mọi chuyện cứ để thời gian trả lời. Rồi cái ngày mà Nụ sợ hãi cũng đến. Đích thân anh Lực chở cô lên huyện để giải quyết kiện cáo ly hôn. Thủ tục lằng nhằng rắc rối, đến lúc luật sư tư vấn hàn gắn vợ chồng Biên sững cổ quát lớn, cả phòng họp im tai. Ánh mắt mọi người nhìn Nụ đầy thông cảm, nhưng rõ ràng bằng chứng luôn chống lại cô. Thôi được rồi, nếu anh chị không có muốn hòa giải, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét đơn và đưa vụ án này thành tranh chấp quyền nuôi con. Tuy có đủ bằng chứng ở đây, nhưng hy vọng lúc ra tòa, bên bị đơn là chị Nụ đây sẽ có thêm chứng cứ phản biện. Anh chị có thể ra về. Biên tức giận, ánh mắt không thể kiên định, hằng học cãi tay đôi với luật sư. Nè, anh luật sư, sao cứ phải rắc rối vậy? Chúng tôi muốn ly hôn thật nhanh chóng. Người nhận hồ sơ cũng nhận tiền của tôi rồi, giấy tờ đầy đủ, còn thiếu cái gì nữa chứ mà cứ phải rắc rối. Đề nghị nguyên đơn bình tĩnh, ăn nói cho lịch sự. Chúng tôi chỉ làm theo đúng trình tự của pháp luật, nóng vội mất khôn. Nhận tiền mà còn lằng nhằng, hay là chê ít để thằng này biết đường. Cả tháng trôi qua rồi, mấy người để con vợ lăn lòn này, nó nuôi cả con, trả lại con cho tôi chứ. Anh ăn nói cho tử tế nghe không? Tôi không phải là người nhận tiền của anh. Còn chị Nụ đây có quyền được nuôi con, đó là mẹ. Không ai có quyền được chia cắt tình mẫu tử. Anh còn to tiếng, tôi kêu bảo vệ đuổi anh ra cổng đó. Hay là anh nhận tiền của con vợ lăn lòn này, hả? Tưởng bao che cho được nhau hay sao? Thằng này không có sợ, cứ đợi đó đi. Tiếng ồn ào của phòng bên cạnh gây chú ý đến các phòng ban trong ủy ban huyện. Người người bước đến ngóng chuyện. Tiếng quát tháo của luật sư khiến cho Châu cũng lo lắng. Anh bước qua phòng xử lý hồ sơ, nhìn người đàn ông vén áo qua rúng, hai tay xăm trổ hình thù quái dị. Châu không ngần ngại bước đến can ngăn. Nè anh kia, đừng có làm loạn ở đây nghe không? Đề nghị anh nghiêm túc chấp hành theo pháp luật. Ở đây anh còn lớn tiếng cả với chúng tôi, thì vợ anh ở nhà làm sao mà chịu nổi? Có khi anh còn ra tay bạo hành chị ấy nữa. Mày là cái thằng nào? Đừng có chen vào cái chuyện của tụi tao. Mấy thằng nhãi ranh, con ông cháu cha đút tiền mới vào làm trong cái huyện này. Tao lạ cái gì nữa? Không cần giả danh người tử tế đâu. Đúng là hết thuốc chữa mà. Các anh bảo vệ, đuổi cổ anh ta ra ngoài đi. Nếu còn làm càn, ảnh hưởng đến danh dự cán bộ, phạt thật nặng cho tôi. Lời nói đanh thép của Châu khiến cho tất cả mọi người đều cảm thán đồng ý. Có người thêm mắm thêm muối, kể lễ và thương cho Nụ, bỏ được thằng chồng vũ phu mất nết. Đúng là tệ hại mà, hèn gì cô ấy phải đi ngoại tình, thiếu thốn tình cảm như vậy không trách được đâu. Thì đó, tôi mà là thằng chồng như vậy, tôi cũng ly hôn cho nó lành, xấu người xấu cả nết. Nụ không nghe lọt tai, đầu óc ong, đầu buốt. Nhìn chồng cũ bị lôi đi, lại sợ hắn gây sự với anh Lực, cô luống cuống đứng dậy ngắt lời gay gắt. Tôi không có ngoại tình,
tôi bị gài bẫy, nhất định tôi phải minh oan cho mình. Tiếng nói gay gắt của nụ toát lên sự oan ức khó giải dây. Cô khó khăn ngẩng đầu bước ra ngoài. Khoảnh khắc này nhìn thấy khuôn mặt của nụ, chàng thanh niên 26 tuổi giật mình thon thót, ú ớ không nói nên lời. Nụ không có tâm trạng nhìn ngó ai, cô bước dài chân tiến ra ngoài, liền bị Châu giói tay giữ vạt áo, giọng nói hốt hoảng. Cô gái, là cô sao? Cô nhận ra tôi không? Anh buông tôi ra. Nụ sợ anh trai xung đột với Biên ngoài cổng nên muốn rời đi thật nhanh. Không ngờ chàng trai này lại nắm chặt vạt áo của cô, khóe miệng cười nói như thấy người thân thuộc. Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Châu, Châu chó đây, là người giúp cô lúc cô bị té xe ở ngoài đường lớn đó. Không có nhớ sao? À, tôi nhớ ra rồi. Anh là Châu hả? Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đang bận chút việc, tôi phải đi đây. Nè, gần một năm rồi mới gặp cô lại đó. Cô đã lấy chồng và sắp ly hôn rồi sao? Cô là vợ của tên khốn kia hả? Nhưng tôi không có ngoại tình. Anh thông cảm, tôi phải chạy ra ngoài. Thấy cái vẻ cuống cuồng của nụ, Châu biết ý bỏ tay ra khỏi áo của cô, tiếc rẻ vì cơ hội gặp gỡ lại éo le như vậy. Nụ cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến ra ngoài, không để cho người còn lại kịp nói thêm lời nào thắc mắc. Nhưng không thỏa mãn, Châu theo quán tính của đôi chân vội vàng chạy theo sau nụ. Đối với anh, trong suốt một năm qua, thời điểm này chính là thứ mà anh mong đợi. Không phải là nỗi lo vô nghĩa, đúng như những gì nụ suy đoán, cả Lực và Biên đang gây gỗ với nhau trước cổng ủy ban huyện, miệng thì liên tục mắng chửi, chân tay thì dung loạn xạ. Biên ngông cuồng chửi anh vợ là đồ khốn nạn, sẵn sàng ném bỏ tình nghĩa anh em bao nhiêu năm bên xứ người. Nụ khóc thét nhìn cảnh tượng tương tàn, chỉ có thể lôi kéo can ngăn anh trai của mình. Anh ơi, cẩn thận không nó gài bẫy đó, nó quay phim lại tố cáo anh đó. Anh phải bình tĩnh chứ, bạn gái của nó đang quay phim ở quán nước đối diện kia kìa, anh bình tĩnh lại đi. Giọng nói của nụ không có đủ thuyết phục, nhưng hành động của cô lại khiến anh trai mũi lòng. Cô ôm lấy anh, che chắn từng cú đạp của Biên vào người Lực, khiến máu nóng trong người của Lực trỗi dậy. Anh ôm lấy em gái ném qua một bên để sống chết với cái thằng em rể khốn nạn. Nhưng còn chưa kịp định hình sự việc, Biên đã bị một người đàn ông đá bay lộn nhào xuống đất, hai tay cọ sát mặt đường đến chảy máu. Hắn tức giận chửi thề. Mẹ kiếp, thằng chó nào? Hả? Mày muốn cái gì? Muốn cái gì còn lâu tao mới nói. Anh dám đánh người ở quỷ bang, láo nháo thiệt. Thưa thì muốn bị phạt phải không? Mày... Nhìn thấy chàng trai mặc quần Âu áo sơ mi, trên túi áo đeo một phù hiệu bản tên. Biên đoán người này là nhân viên làm việc ở trong huyện, vội vàng rút lưỡi nín họng, nhìn vào hai bàn tay rỉ máu xót xa lắp bắp. Anh là cái gì của tụi nó? Tụi nó sai thì tôi đánh, không có liên quan tới anh. Tại sao lại không liên quan đến tôi chứ? Tôi quen biết với họ, anh đánh phụ nữ, hèn hạ, cú đạp vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi, đừng để tôi phải nặng tay. Mẹ kiếp, thì ra là quen biết, binh vực cho nhau hả? Cũng không ảnh hưởng gì đến cha của mày đâu, tao sẽ về và lấy bằng chứng quay được, cộng với cái lần trước mày đánh tao thì mày ăn đủ đó Lực à. Người đàn bà của Biên chạy vội từ quán nước bên đường qua cổng ủy ban để đón hắn, chiếc xe máy dừng lại cũng là lúc ả bàng hoàng trố mắt khi nhận ra người quen. Châu cũng khựng người vài giây, không thể tin vào mắt mình. Có cái thứ gì đó nó đang đâm vào tim của anh đau nhói. Kỷ niệm, quá khứ, hiện tại khiến anh chết lặng. Em có quay được nhiều không? Nó đánh anh đau lắm đó. Về cắt ghép video lại, thằng chó kia chạy đằng trời. Thư nghe không có lọt tai lời nói của Biên, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ả xuống xe ngồi ở đằng sau để Biên cầm lái ra về. Cả một đoạn đường cổ họng khô khốc để mặc cho Biên thao thao bất tuyệt, ả căm nín, ả luyến tiếc, ả hối hận. Nụ không để tâm đến cái chuyện vừa mới xảy ra, cô trông coi cái vết thương cho anh trai, rồi cúi đầu cảm ơn Châu, thái độ vẫn rón rén sợ hãi như lần đầu tiên gặp mặt. Cảm ơn anh trai tôi không có sao cả, may có anh kịp thời ra tay đó. Cô bị thương ở lưng đúng không? Tôi đưa hai người vào bệnh viện gần đây để khử trùng, băng bó vết thương, đừng có từ chối. Xe của cô đây đúng không? Lên, tôi chở cho. Không để cho nụ từ chối, Châu chào hỏi Lực rất lễ phép.
rồi cầm chìa khóa lái xe tống ba, chở hai người vào bệnh viện. Nụ nhìn thấy bệnh viện này lại có chút đau lòng. Mùa đông năm xưa, tại cái bệnh viện này, Biên đã tìm đến quỳ lạy cầu xin gia đình cô tha thứ. Cô đã mũi lòng mà chấp nhận chung nhà với tên hèn hạ, khốn nạn đó. Bây giờ đây, có hối hận cũng đã quá muộn màng. Châu bình tĩnh hỏi thăm phòng sơ cứu của bệnh viện, dẫn hai anh em nụ đến đó nhờ các chị y tá chăm sóc. Nhìn thấy và biết Châu làm việc bên ủy ban nên ai cũng săn sóc chu đáo. Lần đầu tiên nụ cảm nhận được một thứ kỳ lạ, cảm xúc đặc biệt trong cõi lòng. Đó chính là cảm giác có người che chở, bảo vệ. Dù Châu là người xa lạ, không cùng dòng máu, đặc biệt cũng không phải là chồng của cô. Chị y tá, nhẹ tay một chút, sau lưng cô ấy có vài vết thương đó, mong chị coi giùm. Chú cứ yên tâm đi, người nhà của chú tôi sẽ để ý kỹ hơn. Chú ra ngoài kia đợi một chút đi, tôi phải cởi áo cổ để xem xét vết thương, đàn ông ở trong này không có tiện. Nghe chị ta nói vậy, Châu biết ý kéo anh Lực ra bên ngoài chờ đợi. Vết thương trên mặt anh Lực không có gì nghiêm trọng, vẫn cười nói cảm ơn Châu, thân thiết như hai người bạn. Cảm ơn anh, không biết anh bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô? Em còn nhỏ tuổi, tốt nghiệp đại học được 2 năm, tính ra cũng mới 24 tuổi thôi. Vậy cậu kém tôi 2 tuổi, tôi 26, chúng ta xưng hô anh em được chứ? Dạ, tất nhiên là được rồi, anh là anh trai của cổ, em dĩ nhiên có hơn tuổi cũng phải gọi anh một tiếng chứ, anh. Nói vậy là cậu và con nụ là bạn bè của nhau à? Con bé không có đi học, không có đi làm công ty, chỉ ở nhà chăm sóc con và buôn bán, vậy mà có người bạn như cậu sao? Nghe đến đây, Châu mới biết cô gái anh mong mỏi gặp gỡ tên là Nụ. Anh cười nhẹ rồi tiếp tục gợi chuyện. Em gặp Nụ trước đây ở ngoài đường. Cô ấy đi chở hàng về bị té xe. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Không ngờ có duyên mới biết cô ấy có chồng và có con rồi. Đúng là buồn lòng, khổ thân cho nó. Chồng con không có ra thể thống gì. Nó bị thằng chồng du quan ngoại tình. Mà thôi, chuyện ở trong nhà không có nên nói ra. Cảm ơn cậu đã giúp. Mong cậu đừng có cười chê con bé. Em không có ý cười chê đâu, anh hiểu lầm rồi. Em nghe xong chỉ thấy tội cho cổ thôi. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông bị ngắt quãng khi Nụ bước ra ngoài. Cô cúi đầu cảm ơn Châu một lần nữa, rồi hối thúc anh trai đi về. Nụ chỉ sợ Biên về nhà trước lại tìm cách gây sự với ba mẹ cô. Khi mọi chuyện chưa có giải quyết xong, cô cũng không có thể ở đây cảm ơn người ta mãi được. Xin lỗi anh vì làm phiền anh cả buổi như vậy, không biết nói gì hơn, anh em tôi xin phép về nhà trước. Cô Nụ à, lần này cô phải trả ơn cho tôi, lần trước tôi không có lấy ơn, tôi rất hối hận. Anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn lấy tiền hay tôi làm cái gì đây? Biết mình không nên chọc đùa Nụ vào lúc dầu sôi lửa bỏng, Châu cười tươi híp mắt. Cô cho tôi số điện thoại nhà cô đi, tôi sẽ gọi để đòi quyền lợi. À, vậy được. Tôi hy vọng anh không có bắt tôi hái sao ở trên trời cho anh. Như vậy là tôi cảm ơn nhiều lắm rồi đó. Tôi sẽ không có làm khó cho cô đâu. Vậy hai người về cẩn thận nghe. Cầm cái số điện thoại trong tay, Châu cười thầm trong lòng. Gặp được Nụ bất ngờ, được biết tên của cô, nhìn vào hoàn cảnh đáng thương của cô, trái tim anh bây giờ đây lại có thêm một vết xước. Thương cho cô bị phản bội giống như anh đã từng. Cô gái rời đi trong vội vã, ký ức xưa cũ cũng vội vã quay về. Anh biết Thư cũng rất sốc khi thấy anh xuất hiện ở đây, duyên phận đã đến lúc đòi nợ rồi. Biên và Thư chạy xe về tới cổng nhà lại gặp kẻ không có muốn gặp, nhìn không muốn nhìn. Thằng Cương nó đứng khoanh chân trước cổng nhà Biên, ánh mắt nhìn ngó như mong chờ thần tài tới. Vừa thấy Biên về, hắn chạy đến chận trước đầu xe hỏi ngay. Đi đâu về đó? Đưa tao ít tiền, hết rồi. Mày bị điên hả? Tiền đâu mà đưa cho hoài? Hả? Cút đi! Mày quên lẹ vậy? Tao với mày cùng nhau nắm giữ một con dao, nhưng tao nắm cán còn mày nắm lưỡi. Tao đâm một phát là mày chảy máu ruột đó. Cái thằng chó! Ói tiền ra ngay! Sẵn cơn bực tức trong người, Biên không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn nhảy xuống xe, bước nhanh đến chỗ của thằng Cương, giả bơm bóp vào mặt của nó kèm theo cái giọng dữ tợn. Cái thằng ngu, mày cũng biết tao với mày cùng chơi một con dao hả? Vậy thì dù cầm cán hay cầm lưỡi cũng bị đứt tay thôi, cái thằng khu khốn nạn. Mày muốn chơi cái gì?
tao chơi cùng với mày luôn. Mày ở kiếp, tao chơi với mày đến cùng. Nếu mày không có ói tiền ra cho tao, tao sẽ tìm con Nụ, nói hết mọi chuyện cho nó. Mày gài bẫy nó ngoại tình với tao, lúc đó thì chính mày mới không có thể nuôi con được. Nhục nhã mặt mày, nhục nhã bà nội mày. Mày, cái thằng khốn kiếp thiệt. Vậy thì mày cùng đồng lõa với tao, chơi thì chơi đến cùng. Mày đi mét đi. Thấy tình hình căng như dây đàn, Thư vội vàng chạy đến níu giữ cánh tay của Biên, nói nhẹ nhàng can ngăn. Anh à, phải bình tĩnh chứ. Anh cứ đưa tiền đi, qua phiên tòa xét xử rồi tính tiếp. Bây giờ không phải là lúc nóng giận rồi ném bỏ tất cả đâu. Kéo hắn vào nhà đi. Nghe lời của Thư, Biên thở dài một hơi, bình tĩnh kìm nén giận dữ, kéo thằng bạn thân vào nhà, ném thêm 10 triệu cho thằng Cương, sau đó đuổi khách không nhân nhượng. Trong đầu của hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ này đến ông trời cũng không có thể cứu vớt. Cương trở về nhà, nằm rung đồi đếm tiền ở trên giường. Nhà cửa bốc lên cái mùi hôi thối, nhưng cũng không có thèm quét dọn. Giờ đây đã có nơi để hắn tống tiền, không cần làm cũng có ăn. Chỉ cần đi chơi bài bạc, ngắm hết em gái này đến em gái kia, cũng có tiền để đàn đúm. Chắc lưỡi cười thầm, hắn cất tiền xuống dưới chiếu, mở nhạc trong cái điện thoại mới mua để nghe nhạc. Thằng Biên chơi điểu hắn, cho hắn điện thoại rồi lại lấy lại cho thằng Chiến. Cường nó giận lắm, nên không chần chừ lên thị xã mua ngay một cái điện thoại xịn sò khác. Hắn đắc ý, gối đầu lên gối, ngủ một giấc ngon lành. Nụ và anh trai về đến nhà, cũng tới giờ ăn cơm trưa. Sau khi thăm hỏi vài chuyện và biết bộ mặt ghê tởm của thằng Biên, ông Thảo và Lực lại thầm thì to nhỏ, rồi lấy xe đi đâu đó cả buổi chiều. Nơi hai cha con tìm đến chính là nhà của thằng Cương. Suốt cả một tháng đi tìm, cuối cùng cũng có người thông báo với ông Thảo Cương đang có mặt ở nhà. Ông tức tốc chạy xe máy tới ngôi nhà nằm im ỉm ở góc cuối làng. Cương ơi, có nhà không? Ra gặp chú một chút coi. Cương! Vừa gọi, ông Thảo và Lực bước nhanh vào trong. Căn nhà không có một tiếng động, chỉ có mùi ẩm mốc tanh tưởi xộc lên mũi. Bỗng có một tiếng hét thất thanh của Lực khiến cho ông Thảo giật mình. Sao vậy hả? Sao vậy con? Ba ơi! Thằng Cương treo cổ trong nhà, nó chết rồi ba ơi! Ông Thảo chạy vào theo tiếng gọi của con, nhìn lên trần nhà, trước mắt bóng dáng của Cương nó treo lủng lẳng phía đầu giường, hai mắt trắng giả trợn trừng. Ông Thảo hai chân đứng không vững, vội vàng hấp tấp. Gọi ngay cho thằng Trung đi con, lẹ lên. Dạ dạ con biết rồi, ba đừng có bước tới, nó chết rồi, để nguyên hiện trường đi ba. Ông Thảo trân trân đứng nhìn, hai tay run rẩy, muốn bước đến tháo dây thừng, nhưng không làm được. Cái điện thoại rớt xuống đất. Ông cúi xuống lượm nó lên, bỏ vào túi quần, đợi Lực gọi điện xong thì bàn tính với con trai. Lúc này, ông không đủ bình tĩnh để nghĩ đến cái chuyện gì khác. Chỉ biết ngôi làng bình yên mà ông sống 50 năm qua, hôm nay đã có chuyện động trời. Thời gian trôi qua chậm chạp hơn. Ông Thảo để con trai gọi điện báo chính quyền, còn ông chạy ra đường cái, hô hào dân làng có mặt để cứu giúp cho thằng Cương. Hai cha con sợ người dân nghi ngờ nên đâu có dám đụng vào thân xác của Cương. Chỉ là mãi mãi về sau này, Lực vẫn ám ảnh với hình dạng hai chân của thằng Cương. Nó chơi vơi giữa nhà, nó đeo bám lấy anh mỗi đêm về trong giấc mộng. Rất nhanh sau đó, dân làng kéo đến đông hơn. Mọi người một tay cắt dây thừng, kéo thân xác của Cương xuống nền gạch. Công an xã cũng có mặt để thụ lý vụ án này. Chưa ai biết là Cương tự sát hay có người hãm hại. Mọi chuyện cứ để công an làm việc. Trong lúc mọi người đặt cái xác của thằng Cương trên giường và gọi bác sĩ đến coi xét, Trung có tìm tới Lực và ông Thảo, mời hai người lên đồn lấy lời khai. Trong lúc Lực lấy xe máy chở ông Thảo phía sau, ông lúi húi cúi đầu lấy cái điện thoại trong túi quần ra nhìn ngó. Lực nè, ba có lượm được cái điện thoại ở trong nhà của thằng Cương, ba không biết dùng, hình như hết pin rồi. Con đi xe chậm lại một chút đi, rồi thử xem có chứa cái gì đó bí mật ở trong này hay không. Để một lát con nói nhỏ với anh Trung, ba cứ yên tâm đi, cứ giao hết cho công an, mình không có làm cái gì sai thì không có gì phải sợ đâu. Ông Thảo nghe lời con trai nói thì an tâm phần nhiều.
Ông chỉ sợ hai cha con bị người ta du oan, hai cha con giết người, thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Tại phòng làm việc của Trung, anh chàng lay quay tìm giấy và viết cho hai cha con viết bản tường trình. Ông Thảo mới rụt rè đưa cái điện thoại lên trước mặt của Trung. Cháu coi đi, trong này có cái gì bí mật không? Bác lượm được ở dưới gầm giường, ngay chân của thằng bé đó. Là điện thoại của anh Cương sao? Bác đưa cháu coi. Bác và Lực cứ viết bản tự khai giúp cháu nghe. Có cái gì cháu sẽ thông báo sau. Cảm ơn cháu. Chắc mọi chuyện ổn chứ? Cháu đợi bác sĩ kiểm tra coi sao cái đã. Là bác Lý trạm trưởng trạm xá của mình đó. Công tư phân minh, bác cứ yên tâm đi. Hai cha con viết bản tường trình xong xuôi thì được ra về. Trung nhìn cái điện thoại trên tay. Cái sạc và điện thoại giống với cái của mình. Bèn cầm nó đi sạc pin. Sau đó anh cùng với một cán bộ luân phiên gọi cho người nhà của nạn nhân. Nhưng ông bá, cha của Cương không có thể liên lạc được. Trung đành bật nguồn tìm tòi trong điện thoại của Cương. Nhưng cũng không thấy được cái điều gì khả quan. Chỉ có vài bài hát được tải về, vài bức hình chụp cổng nhà ai đó và mấy bản ghi âm với thời lượng dài. Trung không có thể kìm nén được tò mò, anh liền bấm vào nghe từng đoạn phát trầm bổng, tiếng gió, tiếng bắn chửi gào thét như xuất hiện bên cạnh tai của anh. Mày bị điên hả? Tiền đâu mà đưa cho cái loại mày? Cút đi! Mày ở kiếp, tao chơi với mày đến cùng. Nếu mày không có ói tiền ra cho tao, tao sẽ đi tìm con Nụ, nói hết mọi chuyện cho nó. Mày gài bẫy nó ngoại tình, lúc đó thì chính mày mới không có thể nuôi được con. Nhục nhã mặt mày, nhục nhã bà nội mày. Mày, cái thằng khốn kiếp, vậy thì mày đồng lõa với tao, chơi thì chơi tới cùng. Mày đi mét đi, đi giùm tao một cái. Trung nghe cái đoạn ghi âm đầu tiên đã hiểu một chút vấn đề, liền bấm ngay qua cái đoạn ghi âm tiếp theo. Đoạn ghi âm này rất dài, dài đến nỗi anh còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng chửi rủa âm thầm nỉ non của một người đàn ông. Mày tới tìm tao làm cái gì? Cút đi! Tao không có muốn gặp mày, cả cái thằng Chiến kia nữa. Tụi mày phản bạn, dám tẩy chay tao hả? Tao ghét tụi mày đó. Cương à, mày mở cửa nhà cho tao đi. Tụi tao mang tiền tới cho mày đi nè. Chúng ta cùng uống rượu, cùng đánh bài như ngày xưa. Ôn lại cái chuyện cũ một chút đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng mở cửa khô khốc kêu gian của tấm bản lề rỉ sét. Sau đó Trung chỉ còn nghe tiếng ú ớ, tiếng đánh đập giằng co và không nghe thấy gì nữa. Từng giây từng phút trôi qua, bản ghi âm đã chạy đến phút thứ 6 mới nghe tiếng nói quen thuộc vang lên. Nó chết rồi, làm cái gì nữa đây, Biên? Biên, nhanh lên, tao sợ. Mày im đi, đừng có nói gì hết. Cứ làm như kịch bản đã bàn từ trước. Kéo cái ghế kia lại đây, treo nó lên. Tiếng người nói im bặt, tiếng sọt sọt vang lên, tiếng thở dốc của hai người đàn ông lại tiếp tục xâm chiếm. Trung chỉ biết chờ đợi, chỉ biết lắng nghe. Anh cũng tự hiểu cái chết của Cương có liên quan đến Biên và Chiến. Trước khi đoạn ghi âm kết thúc, Trung chỉ kịp nghe một lời dọ nạt. Kẻ sống lại đi dọ nạt người chết. Mày ngu lắm Cương à. Tham lam thì phải chết thôi. Tao không có muốn giết mày, nhưng tại mày ép tao. Ai ép tao thì phải chết, mày hiểu chứ? Ngày trước tao còn gây tai nạn cho ông Thảo, nhưng mạng ông ta lớn, chưa có chết được. Rồi bây giờ đây con gái của ông ta phải gánh tội thay. Mày à kiếp, dám quỳ hiếp tao hả? Vậy thì phải chết. Biên, đi thôi. Mày nói nó có nghe được nữa đâu. Nói với nó mấy câu mà mắt nó trắng giả, mỏi cổ quá à. Mày lục tìm xung quanh nhà đi, coi có dấu hiệu 10 triệu của tao ở đâu không. Tao cho mày 5 triệu. Lúc này Trung chỉ nghe thấy tiếng rơi vỡ của đồ đạc trong nhà, cùng với tiếng rơi của điện thoại. Sau đó thì hoàn toàn im lặng. Thật may mắn vì trong lúc đập vỡ đồ đạc, bọn chúng không có nghe được tiếng rớt của điện thoại xuống gầm giường. Trung mừng thầm trong lòng, cuối cùng anh cũng truy tìm được hung thủ giết người. Cuối cùng anh cũng có thể giúp được gia đình của Lực, bạn thân của anh.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Lời Ru Buồn, tác giả Tâm An. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8 cũng là tập cuối. Cảm ơn quý vị.